Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo, được phát sóng vào lúc 6 giờ, 11 giờ, 18 giờ hàng ngày trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu là thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow ngày 17 tháng 2 cho biết Nga đã trục xuất phó đại sứ Mỹ Bart Thogerman và phía Washington sẽ phản ứng với động thái này. Hiện chưa rõ quyết định trên là vì lý do gì. Trong diễn biến khác cùng ngày 17 tháng 2, Mỹ cho biết đã nhận được phản hồi của Nga đối với các đề xuất an ninh của Washington khi phản hồi này được chuyển tới đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ công khai phản hồi của mình sau khi trao cho phía Mỹ. Cũng liên quan đến căng thẳng giữa Nga và phương Tây ngày 17 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thay đổi các kế hoạch công du vào phút chót để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine. Thưa quý thính giả, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, tình hình người Việt Nam tại Ukraine không có xáo động lớn cho đến hiện tại. Chiều ngày 17 tháng 2, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao trả lời câu hỏi về công tác bảo hộ công dân trong bối cảnh tình hình ở Ukraine hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan sở tại đồng thời giữ liên hệ với đầu mối cộng đồng, hội đoàn người Việt và thông báo đường dây nóng bảo hộ công dân để kịp thời hỗ trợ bà con trong trường hợp cần thiết. Trước diễn biến căng thẳng về vấn đề Ukraine, có ít nhất 20 quốc gia đã kêu gọi công dân rời Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và phương Tây với Nga leo thang. Thưa quý thính giả, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17 tháng 2 tiếp tục cảnh báo Nga sẽ tấn công Ukraine trong vài ngày tới. Tổng thống Biden không đưa ra bằng chứng chi tiết cho cáo buộc này. Ông Biden nói thêm, không có kế hoạch điện đàm cùng Tổng thống Putin trong bối cảnh căng thẳng leo thang như hiện nay. Trong khi đó, Nga thông báo đã có phản hồi chính thức bằng văn bản gửi Mỹ về an ninh của châu Âu. Moscow cho biết Nga không có ý định tấn công Ukraine. Tổng thống Joe Biden cam kết Mỹ sẽ tiếp tục mọi cơ hội ngoại giao, nhưng lại tỏ ra hoài nghi về ý định của Moscow. Ông Biden cũng khẳng định Washington và các đồng minh sẽ không hy sinh các nguyên tắc cơ bản, tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 2, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành danh mục 3 loại thuốc chứa Monubiravir sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Theo đó, Cục Quản lý Dược cấp phép cho 3 loại thuốc gồm Moravir 400, hàm lượng Monubiravir 400mg, dạng viên năng cứng do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất. Movinavir, hàm lượng 200mg Monubiravir, dạng viên năng cứng do Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekofa sản xuất. Monubiravir Stella 400, hàm lượng 400mg Monubiravir, dạng viên năng cứng do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Stella Hàm, chi nhánh 1 sản xuất. Việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định. Trong quá trình lưu hành thuốc, căn cứ vào việc theo dõi, cập nhật thông tin về độ an toàn, hiệu quả của 3 loại thuốc trên, Cục Quản lý Dược cho biết có thể quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành đã cấp này, theo quy định của khoản 1, điều 58 luật dược. Thưa quý thính giả, Bộ Ngoại giao cho biết, người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ sẽ được nhập cảnh Việt Nam, theo quy định liên quan. Cụ thể, hiện nay, người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân nếu mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ như thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị sẽ được nhập cảnh Việt Nam, theo quy định của luật nhập cảnh. Việc nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam để du lịch sẽ tiếp tục thực hiện theo chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thưa quý thính giả, do phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong nội địa, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai để xét nghiệm toàn dân. Do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và tránh tình trạng ùn tắc, tồn động hàng quá,
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương vùng trồng, vùng nuôi nông sản, thủy sản thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, đồng thời cập nhật thông tin tới các hộ sản xuất trên địa bàn, qua đó giúp bà con nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trước đó, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 2. Thưa quý thính giả, sau khi giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung bất ngờ bày tỏ ý định về hưu vào cuối năm nay. Thành công nhất với bóng đá nữ Việt Nam, nhưng ông Chung chỉ được coi là người đóng thế vai hoàn hảo trong những lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhà cầm quân lão luyện 72 tuổi chia sẻ, mình đã già sợ không đủ sức khỏe, cần nhường lại cho lớp trẻ. Bên cạnh hợp đồng của ông với VFF kết thúc cuối năm 2022. Nói về ý định không trực tiếp huấn luyện đội tuyển nữ chơi World Cup 2023, nhưng ông Chung vẫn đề đạt nguyện vọng làm cố vấn cho họ. Nếu VFF cảm thấy cần thiết, người yêu bóng đá Việt Nam thấy tiếc khi huấn luyện viên Mai Đức Chung không nắm tuyển nữ, dẫu biết khó lòng làm nên chuyện ở cúp thế giới. Nhưng không ai có suy nghĩ ông thoái thác trách nhiệm mà ngược lại càng trân quý hơn. Tấm lòng của ông với bóng đá nữ còn nhọc nhằn trong suốt hơn 20 năm gắn bó. Bóng đá Việt Nam không ai đóng thế mà lại tận tụy, hoàn hảo như ông Mai Đức Chung. Thưa quý thính giả, sáng ngày 17 tháng 2, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, thi thể của cháu bé TLIV là tên viết tắt, 5 tuổi, trú tại xã Tam Hải đã được tìm thấy lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày. Được biết, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 2, hai vợ chồng ông Trần Văn Viên, 30 tuổi xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Sau đó, ông đã ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang. Gây án xong, Viên đến đồn công an trình báo và bị giữ lại để phục vụ điều tra. Nắm được thông tin, chính quyền địa phương và người dân đã tiến hành tìm kiếm cháu bé. Đến 0 giờ 15 phút, thi thể của cháu bé được tìm thấy và giao cho gia đình lo hậu sự. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Thưa quý thính giả, trong lúc dừng ô tô trước cửa nhà, chị Hà Hoàng Văn Trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vô tình đánh rơi nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này được một công nhân quét rác nhặt được và trả lại cho chồng chị Oanh. Thời điểm chị Oanh đánh rơi hai chiếc nhẫn kim cương, thấy đoạn đường Lê Quý Đôn, nơi chị dừng xe ô tô vừa được quét dọn sạch nên anh Nguyễn Thế Quang, chồng chị Oanh liền đi tìm các công nhân quét rác để hỏi chuyện. Anh Quang gặp anh Trần Phương Lộc, sinh năm 1988, trú ở phường Phường Đúc, công nhân của công ty cổ phần công trình đô thị Huế, và kể lại sự việc chiếc nhẫn kim cương bị vợ đánh rơi. Lúc này, anh Lộc lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn kim cương và vui vẻ trả lại cho chồng chị Oanh. Anh Trần Phương Lộc cho biết, thời điểm trên, khi đang gom rác, anh phát hiện chiếc nhẫn và tạm giữ để chờ xong việc sẽ tìm cách trả lại cho chủ nhân. Thưa quý thính giả, chương trình sắc mận cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc trong khung cảnh mùa xuân rẻo cao Tả Văn Chư, thủ phủ mận Tả Văn đang độ hoa bung nở nhuộm sắc trắng tình khôi khắp núi đồi, thung lũng vùng cao đẹp quyền ảo, lãng mạn. Tham gia chương trình, du khách sẽ được tham quan trải nghiệm, chụp ảnh những vườn hoa mận Tả Văn đẹp, tìm hiểu phong tục tập quán, ẩm thực, trang phục của đồng bào dân tộc Hơ Mông. Bên cạnh đó, du khách, người dân sẽ được thưởng thức chương trình ca múa nhạc truyền thống đặc sắc, hấp dẫn của đồng bào Hơ Mông, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của địa phương tới du khách. Ngoài ra, lễ hội này còn diễn ra các trò chơi dân gian của dân tộc địa phương như đánh én, đánh quay hay còn gọi là đánh cù để du khách tìm hiểu và có thể tham gia trải nghiệm. Thưa quý thính giả, Dubai được biết đến là đất nước giàu có, xa hoa, nổi tiếng với những công trình kiến trúc nhân tạo, những khách sạn sang trọng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, nếu bạn là một tín đồ mê shopping thì Dubai là một lựa chọn hoàn hảo. Nơi đây nổi tiếng là thiên đường mua sắm hàng đầu Trung Đông với những cửa hàng, trung tâm thương mại ở khắp mọi nơi. Trung tâm thương mại Dubai Mall tọa lạc tại khu vực trung tâm của Dubai, không chỉ đơn giản là một trung tâm thương mại rộng lớn số một thế giới, mà nơi đây còn có rất nhiều các rạp hát, nhà hàng sang trọng, bể cá rộng lớn chứa tới 33.000 sinh vật biển.
Phòng chiếu phim với 22 màn hình tinh thể lỏng mang lại cho du khách những hình ảnh rõ nét và chân thực nhất có thể. Và một sân trượt băng đạt tiêu chuẩn Olympic với không gian rộng rãi, đường băng chuyên nghiệp cho bạn thỏa sức thể hiện khả năng trượt băng của mình. Emirates Mông cung cấp không gian mua sắm, vui chơi giải trí cho toàn thể khách du lịch khi đến trung tâm thương mại. Có hơn 700 gian hàng lớn nhỏ bao gồm các cửa hàng bán lẻ và vô vàn dịch vụ khác nhau. Có một trung tâm trượt tuyết ski Dubai, trong nhà được đầu tư lớn phục vụ nhu cầu trượt tuyết của du khách. Rạp chiếu phim đa phương tiện với 14 màn hình to, rộng, bên cạnh đó là nhà hát, trung tâm giải trí gia đình, nơi đua xe mô phỏng, tàu lượn siêu tốc trên cao và là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Trung tâm mua sắm Dubai Marina Mall bao gồm 4 tầng, có không gian rộng 36.200m2 gồm 101 cửa hàng mua sắm và 24 cửa hàng ăn uống. Nhìn tổng thể, Marina Mall có quy mô tương đối nhỏ so với tiêu chuẩn của Dubai nhưng tại đây vẫn đảm bảo tất cả những điều cơ bản của một trung tâm mua sắm. Những nhãn hiệu thời trang đường phố, thời trang cao cấp, cửa hàng ăn uống, đồ uống, siêu thị, khu vui chơi trẻ em, rạp chiếu phim với màn hình sang trọng. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.